Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 8.000 đồng token Shiba Swap. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 1.000 tỷ, đã có 945 tài khoản holder, đã phát sinh 1.834 lần giao dịch nha. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.net. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chút wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm được chỉ token vào ví giúp mình, ký hiệu SFS số thừa phân 18, nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi tắt tay thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại với website clam.net, truy cập vào bước 2 này là cái link rút gọn đây để nhận token nhé. Rồi, chương trình AnaDrop nó sẽ kết thúc vào 5 năm rồi nữa nên bạn nhanh tay mà clam nhé. Nếu bạn buy muốn mua thì liên tiếp nhất là bằng 0.01 PLB thì bạn sẽ nhận được với 60 triệu đồng token Shiba này nhé. Rồi, nếu bạn clam thì các bạn nhấp vào một tay nhé. Bây giờ có cái đôi ví thì các bạn là nhấp tiếp theo để có đôi ví này, nhấp cái lối này, ký ra là 0.00468 PLB, nhấp xác nhận giúp mình nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý nha. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clam.net để nhất cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất nhé, để bên mình cập nhật lên trên web nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance, lần trên Metallo, MIC, OKEXCOBY và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách clam nhận được 8.000 đồng token Shiba K. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất để tham gia cái những dự án mới phần thưởng token nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.